Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://vinpix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 2 thi Vinpix giải toán trên mạng lớp 2 vòng 10 năm vòng thi cấp huyện năm học 2015-2016 đang diễn ra toàn quốc. Bài vòng thi cấp huyện này chúng ta nhấn mã đề vào. Sau khi nhấn mã đề vào rồi thì thầy cùng các em bắt đầu làm bài. Chúng ta các em sẽ phải làm bài thi như sau. Các em nhấn vào bài làm 1. Bài 1 có tên Cóc vàng gà ba. Chúng ta quen thuộc bài này rồi. Câu đầu tiên, thương 27 và 3 là mấy? Là 9 ạ. 27 chia 3 bằng 9. Ta nhẩm ngay 9 nhân 3 bằng 27. 9 là đáp án đúng. Câu hỏi 2, cho A nhân 2 bằng 16, giá trị của A là mấy? Mấy nhân 2 bằng 16 nào? 18 nhân 2 bằng 16. Đúng rồi, ta thử ngay 8 nhân 2 bằng 16. Chọn 8 là đúng. Câu hỏi 3, cho 3 nhân A bằng 30, vậy A có giá trị là bao nhiêu? A có giá trị sẽ là 10 ạ. 13 nhân 10 bằng 30. Câu hỏi là đáp án đúng. Câu hỏi tiếp theo, tích của 4 và 8 là bao nhiêu? Tích của 4 và 8 là 32. 32 là kết quả đúng. Tiếp theo, hình vẽ trên đây có tất cả bao nhiêu chữ nhật? Vậy con đây là không phải hình chữ nhật. Đây là một hình chữ nhật to, đúng không? Ở đây ta có 1, 2, 3, 4, 4 hình đơn, đúng không? 4 hình đơn thì đây có một hình đôi, đây có 2 hình đôi, đây có 3 hình đôi, đây có 4 hình đôi. Đúng không? 4 hình đôi này. Tiếp tục là 4 hình đôi, 4 hình đôi là 8 và một hình to là 9, một hình ngoài là 10. Vậy mấy hình là con? Dạ có 10 hình. 10 hình. Vậy có tất cả là 10 hình. 10 hình là kết quả đúng cho vẽ ngôi nhà này. Tiếp tục, đầu năm học Dũng có 14 quyển vở. Dũng đã dùng hết một nửa số quyển vở đó. Hỏi Dũng còn lại bao nhiêu quyển vở? Nào. Dũng một nửa ta sẽ lấy 14 chia cho 2. Bằng mấy? Bằng 7 ạ. Vậy Dũng còn mấy quyển vở? Bây giờ Dũng còn 7 quyển vở. Bây giờ Dũng còn 7 quyển vở. Câu số tiếp theo. Tính 5 dm nhân 8 chia 40 cm. 5 dm nhân 8 bao nhiêu? 5 dm nhân 18 bằng 40 dm và đổi ra bằng 400 cm. 400 cm trừ đi 4. 40 trừ 4 bằng bao nhiêu? Cần cm ta đổi ra dm này con này, đúng không? 4 bằng 4 dm, 5 nhân 8 bằng 40. 10. 40 trừ 4 thì bằng bao nhiêu? Bằng 36 dm. Bằng 36 cm là sai, phải là 36 gì nhỉ? Dm. Đáp án của chúng ta. Câu tiếp theo. 24 chia 3 cộng 92, 24 chia 3 được mấy? 24 chia 3 bằng 8. 8 cộng 92 bằng bao nhiêu? 8 cộng 92 bằng 100 ạ. 100 là kết quả của chúng ta. Câu tiếp theo. Tích của hai thừa số là số bé nhất có hai chữ số. Là số bé nhất có hai chữ số là số nào? Số bé nhất có hai chữ số là số 10 ạ. Và thương của hai chữ số đó bằng 4. Thừa số thứ hai là số chẵn liền sau số 0. Chẵn liền sau số 0 là số 2. Là số 2. 2 x 5 bằng 2 nhân 10. 2 nhân 10 bằng 20. Nhưng 10 thương đâu mà không được. Thương của nó bằng 4 thì chắc chắn là 4 chia cho 1 bằng 4. Và số bé nhất cho số này số đó phải 14. 14 mà cái số thừa số thứ hai là số chẵn liền sau số 0, số chẵn liền sau số 0 là 2. 2 nhân mấy bằng 14? 2 nhân mấy nhỉ? 10. 2 nhân 7 bằng 14. Vậy 2 nhân 7 bằng 14. Câu tiếp theo. Cho hình vẽ, nếu AB bằng AC, AB bằng AC đều bằng 5. AD này bằng 4. AD A bằng 4. BD bằng BC, BD này bằng BDC bằng 3. Tính tổng độ dài tất cả các đoạn thẳng có trong hình, tất cả đoạn thẳng nhé. Lấy 5 x 2. 5 nhân 5 nhân 5, 5 cộng 5 bằng 10. 10 cộng với 4. Cái này bằng 4, 14. 14 cộng với 3 cộng với 6 là bằng bao nhiêu? 14 cộng 4 bao nhiêu? 14 bằng 18. 14 cộng với 6 chứ bằng là 20. 20, 20 cộng với 1 lần 6 tới một đoạn BC nữa, thằng bao nhiêu? 20 cộng 6 bằng tính rồi. Bằng 26. Con hiểu chưa? Đầu tiên ta cộng đoạn này bạn là 5 cộng với 5 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14, 14 cộng 3 bằng 17, 17 cộng với 3 bằng 20, 20 cộng với đoạn BC là bằng 6 nữa thì bằng 26. Vậy 26 là kết quả của chúng ta. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vì nó có thêm một đoạn nữa mà.
nhá. Rồi, thầy cô em chuyển sang bài tiếp theo. Chúng ta làm bài thi số 2. Bài thi số 2 có tên là gì? Bài thi số 2 có tên Phật chướng ngại vật. Đúng rồi. Câu đầu tiên. 3 x 7 trừ 6 bao nhiêu? 3 x 7 21, 21 trừ 6 bằng là 15. 15 là kết quả của chúng ta đúng. Câu 2, tìm A viết A trừ 5 bằng 4 x 9. 4 x 9 được bao nhiêu? 4 x 9 bằng 36. Số nào trừ 5 bằng 36? Ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 36 cũng với 5 bằng là 41. Vậy 41 là kết quả? Đúng. Đúng. Câu tiếp theo. Các bạn ơi, chuyển câu tiếp theo. Tổ 1 có 12 bạn. Cô chia thành các nhóm để thảo luận. Mỗi nhóm có 3 bạn. Vậy tổ 1 có mấy nhóm? Tổ 1 có 12 bạn. Cô chia nữa, bạn tính. Tổ 1 có 4 nhóm. Ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 12 chia 3 bằng 4. 4 nhóm là kết quả đúng. Đường gấp khúc A, B, C, D, E gồm 4 đoạn thẳng bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn thẳng bằng 5. Vậy đường gấp khúc ABC là bằng bao nhiêu dm? 4 đoạn thẳng bằng A, ta sẽ lấy 4 nhân với 5 bằng 20. 20 cm, không sao nữa. Ta sẽ đổi ra dm bằng là 2. Vậy kết quả là 2. 2 là kết quả đúng. Cho M nhân 3 bằng 27 chia 3. 3 cộng N bằng 2 nhân 6. Vậy tích của M N là bao nhiêu? Để làm được tích của M và N là câu hỏi khó của học sinh lớp 2 này thì chúng ta phải tìm từng M ra. 27 chia 3 được? 27 chia 3 là 9. 9, vậy M bằng mấy? M sẽ bằng 9. 9 chia cho 3, 3 bằng 3. 3. M bằng mấy? M bằng 3. Thế N bằng mấy? N là nó sẽ lấy 2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ đi 3 bằng là 9. Rồi. Thế N bằng 9, N bằng 9, M bằng 3. Vậy tích của M và N bao nhiêu? Tích là phép tính gì? Là phép tính nhân. 3 nhân 9 bao nhiêu? Sẽ bằng 27. Đây là câu hỏi khó cho học sinh lớp 2. Câu hỏi quá khó cho học sinh lớp 2. Rồi, thầy cùng em chuyển sang nội dung bài thi số 3. Thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài thi thứ 3. Câu 1, cho 27 chia 3 như thế nào với 14 lớn hơn 14 chia 2, số tích hợp điểm chỗ chấm là 14 chia 2 bằng mấy? 14 chia 2 bằng 7. 27 chia 3 bằng mấy? 27 chia 3 bằng 9. Vậy số này phải là 8, mấy nhân 2 bằng 8? Phải là 4. Mấy? Phải là 4, số 4 cần điền. Câu tiếp theo, 5 nhân 8 bằng bao nhiêu? 5 nhân 8 bằng 40. Vậy số nào nhân lên 4 bằng 40? Số 10. Đúng rồi, 10 tốt lắm. Giá trị của A thỏa mãn A cộng với 3, 5 nhân 8 bằng bao nhiêu? 5 x 8 bằng 40. Số nào cộng với 3 bằng 40? Số 20, số 37. 37. Tiếp tục. Ở đây là 3 cm đổi ra decimet. 3 cm chia cho 3 là mấy? 3 cm chia cho 30 cm. 30 cm chia cho 3 là 10. 10 cm đổi bằng mấy decimet? 10 cm cộng với 70 cm. Ta đổi ra, con đổi ra 10 cm bằng 1 dm. 1 dm cộng với 79 bằng bao nhiêu? Bằng 80 dm. 80 dm. Tiếp tục. Từ 23 đến 67 có mấy số chân chuột? Có đếm nè. 30 à? 30 là 1 nè. 40, 50, 60. Vậy có mấy đấy? Có 4 số. 4 số chân chuột. Tiếp tục. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tích của nó bằng 24. Vậy lớn nhất mà có hai chữ số tích nó bằng 24 thì lớn nhất phải là 9. 9. 9 nhưng 9 nhân nhân số nào khoa thương được phải là 8. 83. 83. 83. Rồi, số trứng của rổ bé, số trứng trong rổ là số bé có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 7. Đúng không? Số trứng trong rổ là số bé mà tổng hai chữ số nó bằng 7. Vậy số nào là số bé tổng số bằng 7 mà hai chữ số 10 mấy? Là 10 mấy? 16 đúng không? Có 16 quả, cô bán hàng đã bán được nửa số trứng, vậy cô còn mấy quả? Nửa, ta tìm 1 phần 2 của 16 là mấy? 1 phần 2 của 16 là 8. Sau đó cô bán đi 8 thì cô phải còn mấy? Cô phải còn là 10. Còn là mấy nhỉ? À còn là 0. Sao còn là 0, có 10. Sao còn là 0 hả con? Từ từ, cô đọc. Có 16 quả, đúng không? Bây giờ cô bán đi một nửa thì còn cô còn bao nhiêu? Mừng 8. Cô còn 8 quả. Gia đình Dung có 3 người. Biết tổng số tuổi hiện nay có 3 người của Dung là 72.
Vậy 3 năm trước tổng số tuổi của ba người trong bộ dung là bao nhiêu tuổi? Đố dân biết đấy. là 70, là 69. Sao 69 con? Ba người có mấy người? Có 3 người. Ba người thì ba người nhân 3 nhân 3 bằng mấy? 3 nhân 3 là 9. Bằng 9, mỗi người 3 tuổi. 3 nhân 3 bằng 9. Ba người thế 72 trừ 39 bao nhiêu? 72 trừ 9 bao nhiêu? 72 trừ 9 bằng là 2 cộng 3 bằng 9 bằng là 63. 60, đúng rồi, Bằng 63. 63 tuổi. Vậy tổng số tuổi có 3 người 3 năm trước đây. 3 năm trước là 63 tuổi đúng rồi. 72 trừ 3 thì còn là 69. 69 trừ 3 bằng 66. 66 trừ 3 bằng 63. Đúng rồi. Từng người một. Tiếp tục cho câu 9 này. Cho A cộng 28 bằng 40. Vậy A cộng A bằng bao nhiêu nào? A là chung nhau. A bao nhiêu? 40 trừ 28 bằng mấy hả con? 40 trừ đi 28 bằng là 10, 10, 10, 12. 10 mấy? 12. 12. 12 vậy số nào cộng số nào bằng 12? Chị Số 6 cộng với số 6 bằng đúng 12. rồi, chuẩn, câu này câu hay đấy. Rồi tiếp tục. Số tự nhiên có thể thay vào giá trị y sao cho 61 trừ 29 nhỏ hơn 4 nhân y và 5 nhân nhân với 8, 58 bao nhiêu? 58 bằng 40. Cái này 40 rồi, 61 trừ 29 là bao nhiêu? 61 trừ đi 29 bằng là 38. À, 32 với nhỉ? Con nói sai rồi. Bao 20 nhiêu? bằng 32 rồi. 32 mà cái này bằng 40. Vậy 4 nhân đến mấy để y về bằng mấy? Y về bằng mấy để cho là cái này 40. Y phải bằng mấy? Y bằng mấy hả con? Cái này 32. Y bằng mấy ạ? Hả? Y bằng là y bằng 8. À 8 nhân không, với không đọc 4. không, y bằng 9. 9 nhân 4 36. Y bằng 9 Không, đúng bố tử kiểm tra lại nào. 11 trừ đi 9 còn 2. Cái này 32. 5 nhân với 8 40 32. 8 nhân với 4 bằng 32. Vậy y phải bằng mấy nhỉ? Bằng 9 đúng không? 9 4 36 thì 36 nhân 32 và nhỏ 40. Sau đó con làm gì con biết không? Con làm gì? Con kiểm tra bài lần nữa thì trước khi con nộp bài. Vậy con được 100 điểm.